nhìn giáo giác xung quanh thì mới thấy là phát hiện ra là rõ ràng có một cái đầu nó đang bay lơ lửng, và miệng nó đang nhai nhớt nhép cái gì đó lòng thòng, máu me thì chảy ra hai bên mép vậy. Một cảnh tượng diễn ra trước mắt mà làm cho ông Dũng như muốn ngã quỵ tại chỗ luôn. Đó là cái đầu của cô Hờ Lan mang theo một cái chùm ruột bay lạ lạ ra khỏi nhà. Ma Lai là một trong những cái loại ma ở trong cái nền văn hóa tâm linh dân gian của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Thường thường thì chúng ta nghe nhiều về Ma Lai, nhưng mà cũng khá ít tài liệu hay là những cái đoạn nào đó nó mô tả một cách chân thật chi tiết về Ma Lai. Chúng ta chỉ nghe phong phanh là Ma Lai xuất hiện với hình ảnh là một người nữ với một cái đầu, và bên dưới là phần khí quản nối với một cái bộ nội tạng treo lủng lẳng bên dưới. Chính vì vậy mà Ma Lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng trên không trung. Và chắc là một cái quốc gia mà khai thác nhiều hình ảnh Ma Lai nhất chắc là ở Thái Lan, với những cái truyện rồi phim ảnh kinh dị, phim ma về hình tượng Ma Lai rất là nhiều. Và trong lớp chuyện ma số 29 của ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe bạn Vi ở Đồng Tháp kể cho chúng ta nghe hai câu chuyện mà bạn nghe được về Ma Lai. Câu chuyện thứ nhất là của ông ngoại bạn kể lại. Ông ngoại kể là năm đó sau chiến tranh á, thì vì một cái điều tế nhị không có tiện nói ra mà ông phải đi lẩn trốn. Ông đi nhiều năm lắm, tới nỗi bà ngoại ở nhà cứ tưởng ông đã chết và lập bàn thờ ông luôn á. Thì mời về sau này ông ngoại mới kể lại là thời gian đó ông cực khổ lắm. Ông trốn tới tận một cái vùng núi, vùng rừng núi mà giáp với biên giới Việt Trung. Những cái ngày đầu vất vả vô cùng, đi tới đâu cũng xin ngủ nhờ tới đó. Và cho tới khi xác định được chỗ ở thì ông dừng chân tại một cái bản nhỏ, rồi dựng lên một cái tum để mà sống tạm qua ngày. Ở gần đó cũng ở trong bản luôn có hai vợ chồng kia. Ông chồng là người miền Bắc, ông về đây khai hoang để mà lập nghiệp, thì vô tình gặp được cô gái đó. Tức là hai người chung sống với nhau như vợ chồng, chứ không có làm cưới hỏi gì hết. Cô đó cổ nói là bộ tộc của cổ ở sâu trong rừng, và cổ trốn ra khỏi đó ra ngoài đây để mà kiếm sống. Người chồng tên là Dũng, còn cô tên là Hờ Lan. Rồi ông ngoại của bạn về đó thì sống được ông Dũng giúp đỡ rất là nhiều, thì lâu dần hai bên cũng trở nên rất là thân thiết. Cái lúc đó hai vợ chồng ông Dũng đã có với nhau một đứa con khoảng 1 tuổi rồi. Nhưng mà có một cái điều lạ là ông ngoại ít khi nào mà thấy cô vợ ở nhà lắm. Hỏi ông Dũng thì ông nói là vợ ông cứ đi đi về về. Mới ban đầu ông cũng thấy khó chịu, nhưng mà từ từ rồi ông cũng quen, cũng không thắc mắc nữa. Cái lúc cô đi như vậy thì để lại con trai ở nhà cho ông chăm sóc. Cho tới một ngày kia mà ở trong bản mọi người tự nhiên có sự lạ, là vật nuôi của mọi người cứ cách vài đêm là bị chết. Nhưng mà chết theo cái kiểu là bị môi lòng sạch sẽ đi thôi. Ai cũng thắc mắc, cũng sợ hết. Không có biết cái con gì mà nó ăn uống kiểu kỳ như vậy. Mọi người chỉ sợ là cọp hay là gấu nó vô bản, nó kiếm ăn để nó rồi nó phá. Có thử rình rồi, nhưng mà lại không có thấy gì hết. Rồi lâu lâu không có bị chết vật nuôi, thì sẽ có người bị đau bụng dữ dội lắm. Họ mới tìm tới thầy Mo để xem, thì thầy Mo phán là cái bản này có Ma Lai. Ai nghe cũng sợ vô cùng. Rồi cho tới một cái đêm trăng sáng kia, có hai ông đi bắt cá suối thì vô tình cũng gặp sự lạ. Là mấy ông mới đầu mấy ông mơ hồ thấy có một cái gì đó nó cứ bay lơ lửng trên không trung, mới dội núp xuống một cái bụi cây để trình. Và nhìn kỹ thì kỹ một hồi, thì là ra một cái đầu. Nó mang theo cái chùm ruột lòng thòng ở dưới mà nó bay đi. Cái đầu vừa bay thì hai con mắt của nó sáng quắc lên trong đêm vậy, cứ đảo qua đảo lại thì ghê vô cùng. Hai ông đó mới ráng bịt miệng để mà không dám có phát ra tiếng động nào hết.
ráng nín nhịn cho tới khi về được bản. Thì họ gặp ông ngoại đầu tiên. Họ quýnh quán kể cho ông nghe, nhưng mà ông ngoại không tin. Họ mới nói là bây giờ không tin thì cứ ra ngoài suối mà rình đi. Nó mới bài qua đây ngang qua đây thôi chứ chưa có bài về đâu. Ông ngoại lúc đó còn trẻ mà, cho nên gan dạ lắm, một mình đi ra suối luôn để trình ma lai. Trình được một chập thì ông cảm thấy có cái gì đó nó lạ lắm. Lúc đó chưa có thấy gì, nhưng mà trong bụng tự nhiên nó bất an vô cùng. Nhìn giáo giác xung quanh thì mới thấy là phát hiện ra là rõ ràng có một cái đầu nó đang bay lơ lửng, và miệng nó đang nhai nhớp nhép cái gì đó lòng thòng, máu me thì chảy ra hai bên mép vậy. Mới nhìn thấy cái đó thôi là đã sợ tới mức hồn muốn lìa khỏi xác rồi, tay chân lạnh hết lại. Và cái này mới khiến cho ngoại thực sự chết lặng đi, khi mà cuối cùng nhìn rõ ra thì đó là cô Hờ Lan, vợ của ông Dũng. Như là không dám tin vào mắt mình nữa. Tới lúc ông dụi dụi mắt mấy cái để nhìn cho kỹ thì cái đầu nó bay đi xa mất tiêu rồi. Và cái hướng nó bay chính là hướng của nhà vợ chồng ông Dũng. Bữa sau ngoại mới đem câu chuyện đó mà kể lại cho ông Dũng nghe. Mới đầu ông không có tin. Ông nói tối vợ ông nhà chăm con cho ông đi săn gà rừng. Hai ông nói qua nói lại cuối cùng đi đến một quyết định là tối nay sẽ đi rừng. Chỉ là tối đó ông Dũng lấy đồ nghề đi vô rừng. Trước khi đi ông dặn vợ là nhà chăm con thì cẩn thận đừng có đi đâu hết. Ông ra tới mé rừng thì gặp ông ngoại rồi, đang chờ sẵn hết đó. Hai ông mới kiếm một cái chỗ để mà có thể dòm vô được bao quát căn nhà của ông Dũng để mà rình. Và quả thật thì một lát sau, một cảnh tượng diễn ra trước mắt mà làm cho ông Dũng như muốn ngã quỵ tại chỗ luôn. Đó là cái đầu của cô Hờ Lan mang theo một cái chùm ruột bay lạ lạ ra khỏi nhà, bay qua lùm cây mà hai người đang núp luôn. Chờ cho cô bay đi khuất rồi, hai ông mới chạy vội lao vô nhà thì thấy thằng con ông Dũng vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cái xác không có cái đầu của má nó. Cái xác của cô Hờ Lan lúc đó thì nửa nằm nửa ngồi, cái lưng thì dựa vô vách. Ông ngoại lúc đó mới nảy ra ý kiến là bây giờ như vậy, xưa nay người ta hay nói làm chỉ cần lật úp cái xác lại, úp cái xác xuống thì cái đầu ma lai sẽ không có gắn trở lại vô được cơ thể nữa. Hai ông mới run rẩy mà ráng lật cái xác bà vợ, rồi mới chạy xuống dưới sàn nhà mà núp để chờ coi kết quả làm sao. Một hồi lâu sau lắm thì hai ông mới thấy cái đầu của cô Hờ Lan bay vậy. Và bay tới trong buồng thì cô khóc trống lên thảm thiết luôn. Mà tiếng khóc của ma lai á, nó cứ vang vang âm u khắp núi rừng, khủng khiếp vô cùng. Ông Dũng ông núp ở dưới này ông nghe, ông thiếu điều mà muốn quấn lại luôn tay chân á. Vừa sợ, sợ là sợ bà vợ nhập vô xác rồi làm hại con ông. Mà cái sợ thứ hai là sợ dân bản nghe thấy bà khóc rồi mới tới, rồi phát hiện ra mà đem giết hai mẹ con. Cuối cùng xót vợ xót con quá, ông bất chấp chạy lên nhà. Thì ông ngoại cũng hất hải chạy theo. Vô tới bên trong thì thấy cái đầu của cô Hờ Lan đang bay qua bay lại chỗ cái xác mà không có làm sao nhập vô được, bị mồm cổ thì máu me không à. Hai vợ chồng mới nhìn nhau một hồi, cô mới khóc, cô năn nỉ ông Dũng dữ lắm, năn nỉ ông đỡ cái xác cô lên cho cô nhập vô đi. Rồi ông Dũng cũng mũi lòng cũng làm. Xong xuôi đâu đó thì cô mới kể là thiệt ra cái bộ tộc của cô trong rừng là có thiệt. Có điều là cái bộ tộc này là toàn là ma lai thôi à. Và chính vì vậy mà họ phải trốn ở trong rừng sâu vì sợ người ta đuổi giết. Cô ra khỏi đó tại vì lỡ một lần đi lạc, xong rồi cái gặp ông Dũng cho nên thương mà ở lại đây luôn. Lâu lâu cô đi vắng là chính là đi về bộ tộc của cô. Rồi hàng đêm chờ cho ông Dũng đi săn, cô mới lén ra ngoài kiếm gì đó ăn chút rồi mới về. Ông Dũng lúc đó không biết nói gì hết. Trước giờ cứ thấy vợ mình khác lạ, nhưng mà lại dửng dưng không có đi tìm hiểu nguyên nhân.
nói chuyện giảng thêm một chập thì ông ngoại lúc đó cũng không ai biết làm gì. Ông ngoại mới trở về cái tum của ông mà ngủ. Mà ông nói đêm đó ông sợ lắm, tại vì sợ cô Hờ Lan nghĩ là ông ngoại suối ông Dũng rình cổ vậy, sợ cổ tới trả thù. Cho nên ông ngoại cứ lăm lăm cây rựa trong tay, mà mắt mở trừng trừng chứ không có dám nhắm. Nhưng mà cho cái đêm nó không có xảy ra gì nữa. Tới sáng ra thì ông Dũng mới chạy qua cho hay là vợ ông ôm đứa nhỏ bỏ nhà đi mất rồi. Ông giờ cũng biết làm sao hết. Tìm vợ thì không có dám, mà không tìm thì nhớ con. Chờ thêm một thời gian nữa cô không thấy biệt tâm hơi của cô hai mẹ con cô Hờ Lan đâu hết. Ông Dũng buồn quá mới bỏ đi xứ khác, không có ở lại bản nữa. Thời gian sau thì ông ngoại cũng trở về Đồng Tháp. Cái lúc mà ông kể câu chuyện đó thì trong xóm những ai được nghe kể thì 10 người chỉ có tin 4 người tin thôi. Nhưng mà ông ngoại khẳng định là câu chuyện đó hoàn toàn là có thật. Tới câu chuyện thứ hai là của ông bác họ của bạn kể. Thì nhà ông ở tỉnh bên kia cũng là một cái vùng giáp với biên giới, vùng núi giáp biên giới. Thì lâu lâu ông bác họ đó mới qua chơi. Thì trong một lần mà nghe ông ngoại kể câu chuyện về Ma Lai như vậy, ổng cũng nhớ đến câu chuyện của ổng, rồi ổng kể lại cho con cháu nghe. Xảy ra cũng lâu lắm rồi. Cái lúc đó người dân còn chưa biết mặt được con chữ đâu, buôn bán tính toán chỉ dựa vô cái bản năng thôi. Ở một cái khu xóm mà nằm thật sâu trong cái miệt rừng ngập nước ấy, người ta nói là có cái khu đất heo hút lắm. Có một cặp vợ chồng ở, của đó là chú Tím Sáu. Hai vợ chồng tách biệt hẳn với xóm làng bên ngoài luôn, rồi họ ở với nhau có một mặt con nữa. Rồi cái năm đó thì thằng con cũng 5-6-7 tuổi gì đó, khoảng đó. Người chồng thường sẽ ra ngoài xóm để đổi rau củ để mà lấy gà vịt đem về. Người ta đồn là Tím Sáu là Ma Lai. Hai vợ chồng sống tách biệt vậy là sợ ảnh hưởng tới làng xóm. Mỗi khi chú Sáu mà đi đổi gà vịt về như vậy là đổi cho Tím Sáu ăn cái bộ lòng của gà vịt đó. Ấn tượng của người trong xóm về Tím Sáu là cổ rất là đẹp, mũi cao thẳng, cổ ba ngấn. Và có một cái điểm rất là đặc trưng, đó là mắt có tận tới hai cái tròng đen. Không biết Tím Sáu từ đâu dạt về đây, gặp chú Sáu rồi hai người thương ở chung với nhau. Và từ ngày về với nhau thì họ dọn nhà vô tuốt sâu bên trong luôn, chứ không có ở ngoài nữa. Thời gian về sau này khi bị hỏi nhiều quá thì hai vợ chồng cũng thú thiệt là Thím Sáu đích thị là Ma Lai. Nhưng mà Thím chỉ ăn những cái thứ mà chồng Thím đem về thôi, chứ tuyệt đối không có đụng chạm gì tới bất cứ thứ gì của bà con xóm làng hết. Mọi người nghĩ lại thì cũng đúng lắm. Và đúng y ra bóc như vậy, như là họ nói, không có sai khác gì hết. Rồi cũng chính vì vậy mà đâu có gây ảnh hưởng gì tới họ đâu. Dần dà họ cũng quen luôn với cái việc là sớm mình có một người là Ma Lai. Họ sinh hoạt bình thường với nhau, có gặp gỡ thì cũng vui vẻ chào hỏi, chứ không có kỳ thị gì hết. Cái là trong xóm có con cha nó phú hộ tài. Biết ông đó là tại vì cũng là mối làm ăn với gia đình ông bà của bạn Vi lúc đó. Cũng được gọi là có ba chữ lận lưng rồi. Vậy là giàu có, rồi hai cha con hống hách không có ai bằng hết. Đặc biệt là cái thằng con, nó ăn chơi trác táng dữ lắm. Rồi để ý con nhà người ta là phải tìm cách mà cưỡng bức mình chiếm đoạt cho bằng được. Xong rồi thì lại lấy tiền lấy quyền tra để mà che miệng đời. Cái câu cửa miệng người ta trù nó là trù cho bị Ma Lai trút ruột chết bại cho rồi. Cho tới một ngày nọ, nó đi chơi cả đêm không thấy về luôn. Cha mẹ mới sai người đi kiếm, thì bắt gặp nó nằm chết giữa đường, bụng bị phanh ra, khiến cho ruột gan nó sổ hết ra ngoài. Cha mẹ nó cứ khăng khăng khẳng định là do Tím Sáu làm, tại vì trong xóm này chỉ có mình Tím là Ma Lai thôi. Mà con của ông bả thì lại chết với cái tình trạng ruột bị môi ra thảm thiết như vậy. Mới cho người vây bắt Tím Sáu lại để mà đem đi tiêu sống. Bà con dân làng hết sức là can ngăn luôn, nhưng mà không có được. Cái nhà đó quyền thế dữ lắm. Vậy rồi Tím Sáu nghiễm nhiên bị đem đi tiêu.
Chú Sáu cũng đau đớn mà nhảy vô lửa chết chung với vợ luôn. Hên một cái là trước khi bị bắt á, hai vợ chồng mới kêu đứa nhỏ chạy trốn, đừng có ở lại nhà. Nhưng mà nó là con nít mà, nó biết chạy đi đâu. Phần vì gia đình ông Tài lúc đó là quyết tâm giết chết Tiếm Sáu thôi, mà bỏ quên đứa nhỏ chứ không nó cũng không thoát được. Cái lúc mà ông Tài ông sực nhớ lại, ông mới sai nhà người tới nhà để tìm, để mà bắt luôn đứa nhỏ giết cho tận gốc luôn. Dân sớm người ta thấy vậy, vài người họ bán mạng họ chạy tới trước để mà dắt nó chạy vô rừng lánh nạn, dặn nó là tuyệt đối đừng có đi ra ngoài, nếu không là sẽ bị nhà ông Tài bắt rồi giết. Gia đình kia kiếm không được thằng nhỏ, rồi cuối cùng tức quá đốt luôn, đốt trụi luôn căn nhà của chú Tiếm Sáu. Tới 3 ngày sau thì một trận mưa lớn đổ xuống, mưa xối xả liên tục mấy ngày liền, qua màu ngập úng, rồi đất mặn từ trên thượng nguồn đổ về làm cho lúa rồi qua màu nó thất thu dữ lắm. Dân năm đó đói kém dữ lắm, rồi ở xóm cứ lâu lâu lại có một cái vụ là vật nuôi bị môi chuột ra mà chết. Người ta lại nghĩ về thằng nhỏ con của chú Tiếm Sáu. Mẹ nó là Malai thì dễ gì nó không phải là Malai được. Nhà ông Tài cũng hay bị mất vật nuôi kiểu đó, cho nên là ông tức lắm. Ông mới cho người gài bẫy và quả tình bắt được cái thằng nhỏ đó. Vài người trong xóm nghe tiếng khóc của nó cũng chạy qua coi, thì thấy nó bị dướng cái bộ lòng vô cái mớ tre gai nhà ông Tài gài. Ông đội châm lửa thiêu nó luôn, nhưng mà họ cản lại. Họ nói là có gì chờ ngày mai đi, rồi kêu dân làng tập trung lại hết rồi hẳn thiêu. Ông Tài thì nghe vậy thôi, có một đêm cũng sao, ông cũng ưng thuận. Nhưng mà ngay tối đó thì những người hàng xóm tốt bụng, họ lén tới, họ mới ôm cái mớ chả chôm đó, là cái đầu với lại cái bộ ruột của thằng nhỏ, chạy đi. Chạy vô tới rừng để mà kiếm nó, cho họ hỏi nó coi cái xác của nó hiện tại đang ở đâu, để mà họ chạy tới cho nó nhập vô lại. Rồi xong xuôi rồi họ mới hỏi làm sao mà đi ăn vật nuôi của nhà ổng chi. Nó nói tại nó đói quá. Rồi dông mẹ nó hiện về chỉ cách cho nó rút đầu ra khỏi thân, dặn nó là ăn của nhà nào, còn những cái nhà giúp đỡ gia đình nó thì không có được động tới. Nghe xong ai cũng thương lắm, dẫn nó đi sâu vô trong rừng, rồi dặn nó là đừng bao giờ trở về sớm nữa, để mà đảm bảo cho cái tính mạng của mình. Sau sự việc đó thì tai ương lại một lần nữa ập xuống cái khu xóm nhỏ. Một thời gian sau thì lại gặp thiên tai, mất mùa đói kém, kèm theo cả dịch bệnh. Trong vòng có 1 năm ngắn ngủi thôi, mà một xóm chết gần đi quá nửa rồi. Nhà của ông Tài đó cũng không tránh khỏi được tai ương, cũng dịch bệnh, phải bán tháo của cải hết đi để mà giành giật lại sự sống. Trong thời gian đó có một cái sự việc xảy ra, đó là thằng bạn thân con của ông Tài đã chết năm xưa, nó cũng đột nhiên nó chết luôn. Và cái chết y như thằng con của ông, cũng bị banh bụng, sổ hết ruột ra ngoài, mắt mũi trợn ngược lên. Con ghệ của cái thằng đó thấy vậy mới sợ quá quá dại lên, khóc la ghê lắm. Và trong cái cơn hoảng loạn như vậy, nó mới kể là hai cái thằng đó hồi trước chơi bài hay cá cược chi đó, mà thằng nào thua là phải nhường ghệ lại cho cái thằng kia. Thì lúc đó cái thằng bạn của thằng Tài này nè, thua nhưng mà không có giữ lời, mới quay qua giết người, rồi dựng lên cái hiện trường để mà đổ tội cho Tiếm Sáu, đổ tội cho bà Malai. Đến bây giờ thì mọi chuyện nó mới sáng tỏ ra, ai cũng quay qua trách gia đình ông Tài là độc ác, không biết suy nghĩ trước sau. Nhưng mà sau cái lần đó, tình hình của xóm ngày càng kiệt quệ hơn, đặc biệt là nhà ông Tài. Bây giờ kinh tế nhà ông đi xuống lắm rồi. Rồi không biết có phải là quả báo hay không, nhưng mà cũng một trận hỏa hoạn ghé thăm nhà ông, thiêu rụi toàn bộ gia sản không còn một cái gì luôn. Y hệt như cái cách mà ông thiêu rụi căn nhà của chú Tiếm Sáu năm xưa vậy. Ông Tài được cuốn ra ngoài, ngồi bên ngoài sân mà gào thét, rồi ổng cũng trở nên điên loạn, ít lâu sau thì chết đi.
kết thúc cả một cái dòng họ người ta gọi là dòng họ ác bá. Cho người dân bỏ xứ đi ra mé ngoài để mà tìm kế sinh nhai, chỉ có một số ít bà con bám trụ ở lại. Rồi sau này có những người ngoài vô mua đất dựng nhà, làm kinh tế lại, cho nên dần dần khang trang hơn, dân cư cũng đông đúc trở lại, kinh tế ngày một ổn định hơn. Và cái lúc này người ta mới nhớ tới cái thằng nhỏ Ma Lai năm xưa. Người ta đi vô rừng, người ta kiếm với hy vọng là nó còn sống. Và mai sau mấy ngày tích cực tìm kiếm thì cũng bắt gặp được nó. Nhìn thấy tóc tai nó bù xù, quần áo thì tả tơi y như người rừng vậy. Trên miệng thì còn ngậm một con chim nữa. Thấy người nó sợ lắm, nó mới bỏ chạy đi. Trong đó cũng có một người đã từng thả nó ra năm xưa. Bà mới kêu nó lại, bà trấn an nó để nó nhận ra mình. Và thực sự là nó nhận ra bà. Bà cũng trạc tuổi với mẹ nó thôi. Nó hay kêu bà là dì Ba. Và như một cái phản xạ tự nhiên của thằng nhỏ tội nghiệp, nó cứ liên tục nói với mọi người là đừng có bắt nó, nó không ăn thịt người. Mẹ nó cũng vậy, đừng có bắt nó đi thiêu. Dì Ba mới nói là mọi người vô đây không phải để bắt nó, mà để rước nó về, thì nó mới bình tĩnh lại được. Rồi mọi người đem nó về tắm rửa, cắt tóc cắt móng cho nó, hỏi nó ở trong đó rồi ăn cái gì. Nó nói cỏ cây hay là cái gì bỏ vô miệng được là nó ăn hết. Rồi có khi nó còn mò về sớm lượm mấy cái con vật mà bị chết do dịch bệnh á, người ta quăng bỏ, nó ăn cho đỡ đói. Người nào người nấy nghe cũng thương mà không có cầm được nước mắt luôn. Rồi họ dựng lên cho nó một cái chòi, lập một cái bàn thờ để nó thờ cha mẹ nó, rồi nó cũng sinh hoạt ở trong đó. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà dân sớm đã xem sự hiện diện của nó như là một cái điều rất là bình thường. Ban ngày thì nó chạy chơi với mấy đứa con nít trong xóm, ban đêm thì nó rút đầu ra đi ăn. Người dân biết nhưng mà cho phép nó đi ăn như vậy. Dẫu sao thì mỗi đêm nó ăn cũng chỉ có một con gà hay là con vịt vậy thôi. Mà sáng ra nó sẽ tới cái nhà đó, cầm theo một cây xẻng, để mà chôn xác cái con vịt con gà nó ăn. Rồi có bữa đó nó đang đem cái xác con gà đi chôn, thì nó gặp mấy anh cha đang nhậu. Con ông chặn nó lại, đòi nó đưa cái con gà ra, tại vì nó ăn bộ lòng không à. Nó nói là con gà này không có ăn được. Ông mới đánh nó, rồi giật con gà từ tay nó. Ông nói mày ăn ruột rồi thì đi, thịt thì để tao ăn, mắc dậu gì mà căng ăn. Dẫu sao thì cũng chỉ là đứa con nít thôi mà. Cái bị đánh, cái nó khóc, nó chạy về. Dì Ba thấy mới hỏi nó làm sao. Nó kể lại sự việc thì dì Ba chỉ biết thở dài. Dì nói mai mốt mấy ổng đòi thì cứ đưa kệ đi, kệ ổng, đòi thì cứ đưa. Ai ngờ đâu lây quay tới chiều thì nghe tin cái ông nhậu đó hồi trưa xong ăn thịt gà xong, ông nào ông nấy cũng co giật sùi bọt mép hết trơn. Ăn đồ của ma thì làm sao mà chịu được, ông chết là hên lắm rồi. Dì Ba có một thằng con tên là Bò. Thằng này phá phách giả mang lắm. Vì là cái đứa lớn nhất trong cái đám, cho nên là nó hay kể chuyện ma để mà hù tụi nhỏ. Rồi nó hay nói là có con ma vú dài, chuyên đi rình để mà đè ép con nít bú. Nếu mà không chịu thì nó siết cổ cho chết luôn. Tụi nhỏ bị hù sợ lắm, không bao giờ nó dám đi đâu một mình hết. Giờ đặc biệt là cái thằng Bò này rất hay là chọc ghẹo cái thằng nhỏ Ma Lai. Cứ mỗi lần thấy thằng nhỏ bay tới đi ăn là nó giật con gà lại không cho ăn. Thằng nhỏ ăn được khóc, đói khóc. Cái tiếng khóc của Ma Lai thì nó không có giống như tiếng khóc của con nít bình thường đâu, nghe nó cực kỳ ghê rợn. Nó giống như là nó cứ hú hú lên trong đêm vậy nè. Dì Ba mà biết được á, là thằng Bò ăn đập liền. Nhưng mà mặc dầu vậy thì thằng Bò nó vẫn không có bỏ được cái tật trắng mắt. Bi kịch xảy ra trong một cái lần mà thằng Bò nó đi xôi nhái. Nó đêm nó đến tới gần cái chòi của thằng nhỏ đó. Nó mới ngó vô thì thấy thằng nhỏ đi ăn rồi, không có trong đó. Chỉ có cái mình nằm trên gián, cái cổ quay ra phía trước thôi. Nó mới rắn mắt, nó tiến tới, nó đẩy cái mình thằng nhỏ vô trong. Cái cổ thì dí sát vô cái vách để chọc kẹo. Trong đầu nó nghĩ là
Nó núp ở ngoài, đợi chút thằng kia về khóc một chập đi, rồi nó mới vô nó quay cái cổ trai cho nhập vô xác. Ai về đâu núp trình, đang núp trình, thì nó không biết là nó thấy cái gì, mà nó sợ quá nó chạy về nhà đắp mền trung lên cầm cập vậy. Cho tới hừng hừng sáng thì thằng nhỏ Malai bay về, thấy cái mình bị vậy, nó kêu khóc quá trời luôn không biết làm sao. Nó là con nít mà, đâu có nghĩ được nhiều cách. Nó cứ lay quay tìm cách đút bộ lòng vô cái xác, mà quên mất cái chuyện là bay đi kiếm người giúp. Mà Malai một khi không nhập vô xác kịp trời sáng, thì khi mặt trời lên, ánh sáng mặt trời sẽ làm cho cái bộ lòng nó trương sình, đau đớn mà chết. Cho tới 2-3 ngày sau, mọi người không thấy thằng nhỏ Malai đi kiếm ăn, thì mới tới chòi của nó kiếm đó. Tới nơi thì thấy nó nằm đó, đầu trụt một nơi, cái mình thì một ngã, cổ quay vô xác chết vậy. Nhìn là biết có người hại nó rồi. Ai nấy cũng đau lòng khóc thương quá trời tội nghiệp thằng nhỏ, sống khổ mà chết cũng khổ. Trời, đâu có ai muốn mình sanh ra mà làm cái kiếp ma vậy đâu. Còn về phía thằng bò thì nó bệnh liệt giường luôn, nó đâu có hay chuyện gì. Tới chừng nó tỉnh lại, nó thuật lại đầu đuôi cho mẹ nó nghe. Là cái lúc đang trình thì thiệt, nó thấy một con ma đu trên cây dừa, mà vú nó dài thòng xuống, kêu nó cho cự lên khanh khách vậy. Nó sợ quá nó chạy luôn về nhà, mà nó quên lật cái xác của thằng nhỏ lại. Trời ơi, dì ba nghe xong bả vừa đánh vừa chửi, lôi cái thằng con tai quái ra, đi tới cái chòi của thằng nhỏ, chỉ lên bàn thờ cho nó thấy là cái tác hại của mấy cái trò nghịch dại của nó gây ra là như vậy. Trận đó thằng bò ăn đòn như xương luôn. Nhưng mà ăn đòn thì ăn đòn thôi, giờ có đánh chết nó thì thằng nhỏ Malai cũng đâu có sống lại được nữa. Rồi vài năm sau, chiến tranh biên giới nổ ra, khu xóm nhỏ lại một lần nữa gánh chịu tai ương, và cũng không có thoát khỏi cái nạn diệt chủng. Bị cướp bóc, bị chặt đầu, bị đốt nhà, đủ thứ đau thương hết trơn. Cả xóm lại một lần nữa chết đi quá nữa. Trời, những người còn sống thì khẳng định là những cái lúc mà nguy cấp á, họ mới thấy hai mẹ con của Tiếm Sáu năm xưa, hai mẹ con nhà Malai hiện lên giải vây cho họ, rồi còn nhát tụi kia chạy quốc cờ luôn. Có người còn nói là lâu lâu vẫn thấy cái xác, mấy cái xác của phe kia bị phanh bụng rồi phơi thay ra. Sau này khi mà tan chiến tranh, giải phóng cái vùng đó rồi, thì hiện đại quá cũng được kéo về sớm, dân cư đông đúc hơn, lộ làng cũng thông thương hơn, khu xóm không còn tách biệt với một cái thế giới bên ngoài nữa. Nhưng mà cũng từ cái giai đoạn đó, cái thời điểm đó, thì bà con họ không còn thấy hai mẹ con nhà Malai xuất hiện thêm một lần nào nữa. Và câu chuyện về hai mẹ con người Malai cũng dần đi vào quên lãng. Hai câu chuyện này của bạn Vi kể lại ngày hôm nay thì chúng ta thấy không phải cứ ma nào cũng sẽ xấu. Đôi khi họ cũng không muốn họ sinh ra là như vậy. Mỗi người sẽ có một số kiếp của riêng mình. Chúng ta không ai có quyền định đoạt số phận cho ai cả, ngoại trừ bản thân chúng ta. Vì vậy mà trong cuộc sống thì Huy nghĩ là mọi người đối với người khác, chúng ta nên có một cái sự gì đó nó rộng lượng, nó vị tha, nó bao dung hơn, để cho ít nhiều gì chúng ta, dù là nhỏ hay là lớn, chúng ta cũng không có một cái rủi ro nào đó mà vô tình gây ra những cái bi kịch cho người khác, hoặc là lớn hơn là cho gia đình của người khác. Và chúng ta kết thúc video chuyện ma số 29 hôm nay ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu như mọi người lần đầu tiên đến với kênh thì hãy ủng hộ cho Huy cùng ekip một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video chuyện ma lần sau.